Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng cắn nhầm thuốc gì mà lại bay bằng đôi cánh ảo Trong tình hình ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang rất khốn đốn vì tiêu chuẩn xanh thì ngày 29 tháng 11 Thủ tướng Phạm Minh Chính bay đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu biến đổi thế giới COP28 Vấn đề xanh hóa nền kinh tế hiện nay không phải là chuyện tương lai nữa mà đã trở thành điều kiện sống còn cho nền kinh tế của mỗi nước Hôm nay ngành giật may đang bị bóp chết vì tiêu chuẩn xanh thì ngày mai cũng sẽ tới lượt các ngành khác. Nếu không xanh hóa nền kinh tế thì Việt Nam sẽ bị bỏ lại. Nỗ lực mãi mãi vẫn chưa nâng hạng thị trường chứng khoán. Sau chuyến đi thổ nhĩ kỳ trở về vào ngày 6 tháng 12, ông Phạm Minh Chính cho họp Chính phủ để bàn về việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Không những xây trung tâm tài chính thế giới tại Việt Nam móng còn đề ra mục tiêu thu hút nguồn lực tài chính xanh tín dụng xanh ưu đãi cho phát triển năng lượng tái tạo năng lượng mới hydrogen thật buồn cười khi mà bao nhiêu năm qua chính quyền của đảng cộng sản việt nam vẫn mãi không thể nâng hạng được thị trường chứng khoán việt nam đến nay thị trường chứng khoán việt nam đang xếp hạng bét, với hạng thị trường cận biên cố mãi nhưng không thể lên hạng được thị trường chứng khoán singapore đang có xếp hạng cao nhất tại khu vực singapore được xếp vào hàng thị trường phát triển và quốc gia này đang là một trong những trung tâm tài chính của thế giới và khu vực vấn đề lớn nhất là cách ra chính sách và thực hiện nó việt nam là nước đi sau hoàn toàn có thể học hỏi singapore những chính sách mà quốc gia này thực hiện không có gì phải giấu giếm cả vấn đề là năng lực thực hiện của chính quyền đảng cộng sản việt nam chỉ đến như thế mà thôi việc ra quy định và sự giám sát chặt chẽ sẽ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư là chất liệu cốt lõi để làm nên thành công tại singapore chính phủ singapore là một chính phủ sạch sạch bởi đạo đức quan chức bởi tính nghiêm minh của luật pháp còn đảng cộng sản thì sao đây họ có làm được điều này hay không mà lại dự định xây dựng trung tâm tài chính thế giới tại việt nam. ông thủ tướng việt nam đang bay bằng đôi cánh ảo giác. thêm nữa, nền giáo dục của singapore rất phát triển. giáo dục quốc gia này được xếp ngang hàng các cường quốc giáo dục trên thế giới như úc, canada, hà lan, phần lan. nhờ đó singapore có một lượng lớn các chuyên gia tài chính để đảm bảo nguồn lao động có kỹ năng. viện ngân hàng và tài chính singapore và lực lượng lao động singapore đã tham gia đào tạo cho các chuyên gia những bộ kỹ năng cần thiết để mà giúp họ phát triển trong ngành này. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng kinh doanh của Singapore rất tốt. Các chi phí như tiền lương và thuê nhà ở đây tăng đều đặn. Tuy nhiên, giá thuê văn phòng tại Singapore vẫn thấp hơn so với các trung tâm tài chính đối thủ hàng đầu như London, New York, Hồng Kông và Tokyo. Ngoài ra, Singapore có một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. tiến họ đứng hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng giao thông cũng là một trung tâm hàng không nổi tiếng và trung tâm cảng sầm uất. xanh hóa sản xuất làm không xong nhưng đòi thút dòng tài chính xanh. đảng cộng sản việt nam lâu nay dùng tuyên giáo để mà tiêm chất gây ảo giác cho toàn dân từ bắc đến nam từ nông thôn đến thành thị tuy nhiên lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam lại bị nhiễm nặng chất này gây ảo giác Đảng không tự lượng sức năng lực của mình và tất nhiên từng người lãnh đạo cũng không, không tự lượng được giá trị và khả năng và năng lực bản thân lẫn năng lực của bộ máy. Chẳng phải là năm 2006 khi đó Đảng Cộng sản đã ra nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam thành nước công nghiệp tiến bộ hay sao? Và kết quả như thế nào thì cuối cùng ai cũng thấy. Nơi nào tham nhũng cao thì nơi đó chẳng làm nên cơn nên cháo gì chỉ có phá hoại là chính. Chưa có triều đại nào mà lại sinh ra quá nhiều người, nào là vĩ đại, nào là kiệt xuất, nào là nỗi lạc vân vân, nhưng đất nước thì vẫn là nhược tiểu, vẫn là nước nghèo, đời sống người dân đầy bất an và cực khổ. Chẳng phải chính đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhiễm chất gây ảo giác và tự xưng tụng đấy hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thủ tướng cắn nhầm thuốc gì mà lại bay bằng đôi cánh ảo giác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục xã hội chủ nghĩa như bãi rác, cô giáo và học sinh chia phe đại chiến. Tối ngày 4 tháng 12, mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, kèm theo đó là những tiếng chửi bới. Trong khi đó, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Một học sinh trong lớp còn nằm lăn ra đất nhằm vụ oan của giáo viên có hành vi không phải với mình, kèm với đó là những tiếng chửi tục, cười đùa của rất nhiều học sinh học trò thì dồn cô giáo vào góc tường để mà đấu tố sau đó lại có một clip khác ghi được tung ra clip này dài khoảng một phút ghi lại cảnh nữ giáo viên dùng dép đại chiến với một nhóm học sinh ngay trong lớp học làm lớp học hỗn loạn cả lên toàn cảnh của nền giáo dục này đã được ghi lại trong hai clip ngắn thầy không ra thầy trò không ra trò cả thầy và trò đều không thấy có một chút giáo dục nào cả một thành quả rất tệ hại của cái gọi là giáo dục Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, mà người đứng đầu, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường giao giảng. Vụ việc sau đó, phía chính quyền xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã xác nhận sự việc nữ giáo viên bị nhóm học sinh dồn đến góc lớp, ném dép vào mặt khiến cô giáo ngất xỉu xảy ra tại lớp 7C, trường Trung học Cơ sở Văn Phú thuộc xã này. Nữ giáo viên trong video dạy môn âm nhạc tại trường nguyên nhân của vụ hỗn chiến do cô giáo nêu trên được cho là do cô giáo dạy âm nhạc dùng nhiều lần có phát ngôn trợ búa không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh cô cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này đã nhiều năm qua tình trạng xuống cấp đạo đức trong môi trường giáo dục tại việt nam được đề cập rất nhiều tuy nhiên tình hình vẫn không thay đổi chút nào chưa có thời kỳ nào mà nhiều giáo viên bị ví như là thợ dạy chứ không phải là người thầy người cô Họ làm tiền bằng mọi cách, họ bớt xén kiến thức để bán lại sau khi hết học sinh phải học thêm. Và ai đã biến các thầy cô giáo phải thành thợ dạy như thế? Không phải Đảng thì là ai đây? Câu hỏi được đặt ra. Giáo viên đi học thành thầy rất rất vả, nhưng khi dạy thì lương ba cọc ba đồng, không bao giờ đủ sống cả. Học trò và cô giáo đại chiến ở trong lớp tại Việt Nam. Do từ cơ chế nên người giỏi lánh mặt ngành sư phạm đi tìm ngành khác có triển vọng hơn. Đầu vào ngành sư phạm kém chất lượng, chương trình giảng dạy sinh viên sư phạm cũng chẳng chất lượng gì. Nên đầu ra cho ngành sư phạm có nhiều người yếu cả về kiến thức chuyên môn lẫn tư cách đạo đức. Và cứ như vậy ngành giáo dục cứ ngày một nát thêm. Chuyện cô giáo và học trò chia phe đại chiến chỉ là phần rất nhỏ trong cái nền giáo dục thối nát này. Chuyện trò đánh trò thầy đánh thầy, trò đánh thầy và thầy đánh trò, vân vân đã trở nên thường xuyên trong cái nền giáo dục hết thuốc chữa này từ nhiều năm qua. Môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay không có khả năng giúp cho sạch môi trường xã hội, mà ngược lại môi trường giáo dục bị những sự bẩn thỉu từ xã hội tấn công vào. Ngay trong nhà trường, tình trạng băng đảng với những đầu gấu tuổi học trò đã xuất hiện nhàn nhạt. Môi trường xã hội có thành phần bất hảo, có băng đảng, có hút trích, thì môi trường giáo dục Việt Nam cũng y hệt như vậy. Bãi rác xã hội đã lấn sân vào nhà trường giáo dục và cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hiện nay chẳng khác nào một bãi rác cả. Nền giáo dục Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản biến thành công cụ. Mục đích của Đảng là tạo ra những thế hệ mù loà, chỉ biết tin những gì mà Đảng cho biết, chứ không hề biết được ở phía bên kia thế giới đã có rất nhiều trẻ với những giá trị lớn lao họ làm được câu hỏi đặt ra là ai đã biến nghề giáo đến ra nồng nỗi như thế này trong quá trình đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa nền giáo dục này cũng tạo ra một thứ sản phẩm phụ rất tai hại đó là môi trường giáo dục nhiễm bẩn rất nặng từ những rác rưởi ngoài xã hội khi cả giáo viên lẫn học sinh đều không có tư duy độc lập thì họ rất dễ nhiễm những thói xấu và từ đó mang vào trong môi trường giáo dục và đó là nguyên nhân khiến giáo dục trở thành bãi rác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Giáo dục sao chủ nghĩa như bãi rác, cô giáo và học sinh chia phè đại chiến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm